Công an thành phố Đà Lạt vừa bắt một đối tượng tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ và đang giao bán trên mạng xã hội Facebook. Tang vật thu giữ gồm 12 bình xịt hơi cay, một mã tấu, 3 dao quắm, một dùi cui điện và một súng bắn điện. Số tang vật trên đối tượng mua từ Quảng Ninh rồi mang về Đà Lạt bán.